Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì, vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào các em. Ở chương trước thì chúng ta được học về căn thức bậc 2. Ở chương này, cô sẽ giới thiệu cho các em về hàm số và hàm số bậc nhất. Ở lớp 7 thì chúng ta được học về hàm số rồi. Bài đầu tiên, cô sẽ giúp các em nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Chúng ta cùng đi vào phần 1 nhỏ, khái niệm hàm số. Cô có định nghĩa sau đây. Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x, sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y, thì y được gọi là hàm số của x, và x được gọi là biến số. Các em lưu ý vào từ khóa mà cô sẽ gạch chân sau đây. Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x, sao cho mỗi giá trị của x, ta xác định được một giá trị tương ứng của y. Đây là các từ khóa mà các em cần phải nhớ. Đó là với đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x, nhưng x của chúng ta thì có thể thay đổi được, thì ta luôn xác định được một giá trị tương ứng của y. Khi đó y sẽ được gọi là hàm số của x, và x được gọi là biến số. Từ đó ta suy ra, nếu như từ một giá trị của x ta được một giá trị của y, thì đây chính là hàm số. Hoặc từ nhiều giá trị của x khác nhau, x1, x2, x3 đây là nhiều giá trị của x khác nhau, ta suy ra được một giá trị của y, thì đây cũng là hàm số. Nhưng nếu từ một giá trị của x ta lại suy ra được nhiều giá trị của y khác nhau như thế này, thì đây sẽ không phải là một hàm số. Các em lưu ý nhé. Hàm số có thể được cho bằng hai cách, bằng bảng hoặc là bằng công thức. Đây, ví dụ như bằng bảng thì chúng ta nhìn thấy sẽ gồm hai hàng. Hàng thứ nhất là các giá trị của x. Hàng thứ hai của chúng ta là các giá trị tương ứng của y. Thì từ đây ta thấy rằng mỗi một giá trị của x ta chỉ có một giá trị của y, đúng không nào? Một giá trị của x thì được một giá trị của y. Như vậy đây là một hàm số. Tiếp tục cho bằng dạng công thức mà chúng ta thường gặp đây. Ví dụ y bằng 2x chúng ta đã được học từ lớp 7. Y bằng 2x cộng 5 và y bằng 7 trên x. Thì các em cũng thấy rằng nếu như mà chúng ta thay giá trị của x vào, thì mỗi một giá trị của x chúng ta cũng chỉ được một giá trị của y. Như vậy đây cũng là hàm số. Khi y là hàm số của x thì ta có thể viết như sau: y bằng fx hoặc là y bằng gx. Như vậy với hàm số y bằng 1/2x cộng 5 thì ta có thể viết được y bằng fx và bằng 1/2x cộng 5. Từ đây thì ta có thể tính được giá trị của y thông qua giá trị của x bằng cách viết. Ví dụ khi x bằng 0 thì y bằng 4, khi đó mình có thể viết như sau: f của 0 bằng 4. Các em hãy áp dụng vào và tính cho cô. F tại 1, F tại 2, F tại 3 và F tại trừ 2 với y bằng fx bằng 1/2x cộng 5 nhé. Thì mình chỉ cần thay các giá trị vào thôi, đúng không nào? Ví dụ như với F tại 1 thì chúng ta hiểu là chúng ta sẽ thay x bằng 1 xem y bằng bao nhiêu, đúng không nào? Thay x bằng 1 vào đây thì mình được là 1/2 cộng với 5. 1/2 là 0,5. 0,5 cộng 5 là 5,5, đúng không nào? Tiếp tục với f bằng 2 thì mình lại thay x bằng 2 vào fx thì mình được 1/2 nhân với 2 cộng với 5, và 1/2 nhân 2 thì được 1, 1 cộng 5 là 6. Tiếp tục với f tại 3 thì mình hiểu là x bằng 3. 1/2 nhân 3 là 3/2, 3/2 tức là 1,5 đấy. 1,5 cộng 5 là 6,5. Tiếp tục, cuối cùng với f bằng trừ 2 thì chúng ta chỉ cần
thay x bằng trừ 2 vào thì mình sẽ được 1 phần 2 nhân trừ 2 là trừ 1 cộng 5 là 4. Như vậy chúng ta đã tính xong các giá trị này. Lưu ý tiếp theo, khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi. Nhớ nhá, với x thay đổi nhưng y lại nhận giá trị không đổi thì hàm số y sẽ được gọi là hàm hằng. Ví dụ như hàm số y bằng 2 này, y bằng trừ 1 thì các em thấy x bằng bao nhiêu thì hàm số này của chúng ta vẫn có giá trị y sẽ bằng 2. Với y bằng trừ 1 thì x bằng bao nhiêu thì giá trị y của chúng ta cũng vẫn bằng trừ 1. Thì đây sẽ là các hàm hằng. Như vậy cô có nhận xét sau, những hàm số có dạng y bằng a với a là một số cụ thể thì sẽ được gọi là hàm hằng. Ví dụ 1, phần A cô yêu cầu biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Cô cho 4 điểm. Vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải vẽ được hệ trục Oxy đúng không nào? Hệ trục Oxy sẽ gồm hai đường thẳng. Đường nằm ngang là OX và chúng sẽ cắt nhau tại O. Đường nằm thẳng đứng chính là OY. Góc tọa độ O thì viết O vào. Đây là OX, viết X. OY thì viết Y. Chúng ta cần phải có đầy đủ tất cả mũi tên và O, X, Y như trên bảng của cô. Tiếp tục, bây giờ mình sẽ đi biểu diễn từng điểm một. Điểm đầu tiên là A bằng 1 phần 2, 2. Như vậy 1 phần 2 là A là X, còn 2 là Y. Bây giờ chúng ta sẽ lấy điểm chia là 1 phần 2 trên bảng. Ở giấy của các em thì các em có thể lấy là 1cm hoặc là một cái dòng kẻ của các em thì thông thường sẽ là 0,7mm. Ở đây cô sẽ lấy luôn là một cái ô vuông trên bảng này sẽ là một đơn vị. Nhỏ quá nhỉ, hay lấy hai ô vuông là một đơn vị nhá. Lấy hai ô vuông là một đơn vị đi. Thì chia đôi ra mình sẽ được 1 phần 2. Y bằng 2 thì ở đây chúng ta sẽ lấy 4 ô đúng không nào, thì được Y bằng 2. Và chúng ta sẽ làm như thế nào để lấy điểm A? Chúng ta sẽ kẻ các nét đứt vuông góc với từng trục tọa độ 1 thì chúng ta sẽ được điểm A. Như vậy đây chính là điểm A có tọa độ là 1/2. Hai. Ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy nhé. Tiếp tục, B là -1, -5/2, -1. Tương ứng thì mình cũng sẽ lấy hai ô, đây sẽ là -1, -5/2, tức là về chiều âm là bên dưới. -5/2 thì mình xác định là -2.5. Như vậy cô cần phải kéo dài cái trục của cô ra hơn. Đây là 2 này, -2.5 sẽ ở đây. Nào, đây là -5/2 như đề bài người ta yêu cầu. Và chúng ta lại tiếp tục đi kẻ vuông góc. Đây là các nét đứt thôi, không ai được vẽ nét liền hết. Đây sẽ là điểm B có tọa độ -1 -5/2. Tương tự như thế, hãy tiếp tục vẽ cho cô hai điểm C và điểm D trên trục tọa độ nhé. Bây giờ hãy nhìn lên bảng xem hình vẽ của các em đã đúng chưa. Đây chính là điểm C có tọa độ 2, 1. Mình lấy hoành độ tức là x bằng 2 và tung độ bằng 1 tức là y bằng 1. Và đây là điểm D có tọa độ 3/2 trừ 2. Mình lấy 3/2 là hoành độ tức là x, còn trừ 2 là tung độ tức là y, và mình kẻ vuông góc ra. Như vậy mình đã vẽ xong 4 điểm A, B, C, D.
Phần B, cô yêu cầu các em vẽ đồ thị của hàm số y bằng 2x. Thì chúng ta cần phải nhớ rằng hàm số y bằng 2x với a khác 0 nó sẽ đi qua gốc tọa độ. Như vậy chúng ta chỉ cần lấy thêm một điểm nữa và vẽ đường thẳng đi qua hai điểm này, chúng ta sẽ được đồ thị của hàm số y bằng ax. Áp dụng vào đây thì mình sẽ chỉ cần lấy thêm một điểm nữa, đúng không nào? Và mình sẽ cho x bằng 1 thì mình được y bằng 2. Cho x bằng 1 ta được y bằng 2 nhân 1 và bằng 2. Vậy suy ra điểm A có tọa độ là 1, 2 sẽ thuộc đồ thị hàm số Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ trục tọa độ OXY sang phía bên tay phải. Vẫn với cách vẽ như phần A cô đã nhắc lại cho các em, thì các em hãy tự vẽ trục tọa độ OXY vào trong vở và ký hiệu đầy đủ tất cả các thành phần vào cho cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lấy điểm A có tọa độ là 1, 2. Đây, cô sẽ lấy điểm A. Bây giờ cô chỉ lấy điểm chia là 1 thôi, 1 ô thôi. Và chúng ta sẽ lấy thêm các điểm chia khác nữa cho nó phù hợp. Trừ 1, trừ 2, trừ 1, trừ 2, đây là 3. Và mình sẽ vẽ điểm A. Đây chính là điểm A của chúng ta. Và đến đây rồi thì mình không nhất thiết phải ghi là điểm A có tọa độ 1, 2 lên trên cái trục tọa độ này, mà các bạn chỉ cần ghi điểm A vào là cũng đã đủ rồi. Sau đó chúng ta sẽ kẻ đường thẳng, nhớ là một đường thẳng chứ không phải đoạn thẳng nhé. Đường thẳng đi qua hai điểm O và điểm A thì chúng ta sẽ được đồ thị của hàm số y bằng 2x. Và mình sẽ viết cái hàm số đó lên trên đường thẳng này, y bằng 2x lên đây. Như vậy mình đã vẽ xong đồ thị của hàm số y bằng 2x. Quay lại với phần trình bày thì các bạn chỉ phải ghi thêm cho cô kẻ đường thẳng đi qua hai điểm O và A. Ta được đồ thị của hàm số bằng 2x. Nhớ nhá, ghi thêm câu này vào và tuyệt đối không được ghi là được hàm số nhé, phải là được đồ thị của hàm số, bởi vì đây là hình ảnh. Đồ thị của hàm số tức là về mặt hình ảnh, còn hàm số nó chỉ là công thức y bằng 2x thôi. Ở phần 2 chúng ta đã nhớ lại cách vẽ một đồ thị của hàm số rồi, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang phần 3 nhỏ, đó là hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. Vậy đồng biến và nghịch biến là như thế nào? Cô có định nghĩa sau: cho hàm số y bằng fx xác định với mọi x thuộc R. Nhớ nhé, xác định với mọi x thuộc R tức là tại giá trị nào của x thì y cũng đã xác định rồi. Chúng ta có khái niệm nếu như giá trị của biến x tăng mà giá trị tương ứng của fx cũng tăng. Nhớ, x tăng, fx cũng tăng thì hàm số y bằng fx
được gọi là hàm số đồng biến trên R. Đó, x tăng, y tăng thì hàm số là hàm số đồng biến. Còn x tăng mà fx lại giảm, tức là y lại giảm, thì hàm số y bằng fx được gọi là hàm số nghịch biến trên R. Cô nhắc lại, đồng biến tức là x tăng và fx tăng, còn nghịch biến là x tăng còn fx của chúng ta sẽ giảm. Nói cách khác, với x1, x2 bất kỳ thuộc R, nếu x1 nhỏ hơn x2 mà ta lại có fx1 nhỏ hơn fx2 thì hàm số y bằng fx sẽ đồng biến trên R. Còn nếu x1 nhỏ hơn x2 mà fx1 lại lớn hơn fx2, đó, thì hàm số y bằng fx sẽ nghịch biến trên R. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần bài tập củng cố. Câu cho bài đầu tiên, đó là cho hàm số y bằng fx bằng 3/4x. Cô yêu cầu tính giá trị của f tại các điểm sau đây. Bây giờ cô sẽ làm mẫu cho các em hai phần và các em sẽ tiếp tục làm những phần còn lại cho cô nhé. Giải. Đầu tiên là f tại -5. Tức là chúng ta sẽ thay x bằng -5 vào hàm số y bằng fx bằng 3/4x, đúng không nào? Như vậy mình sẽ được 3/4 nhân với -5. Và mình sẽ nhân ra kết quả cuối cùng mình được -15/4. Tiếp tục với f bằng -4, cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ thay x bằng -4, tức là mình được 3/4 nhân với -4 và bằng 3, bằng -3. Nhớ dấu trừ cho cô. Tương tự như thế, hãy làm cho cô các phần còn lại và so sánh kết quả trên bảng cho cô nhé. Các em có ra kết quả giống như trên bảng của cô không nhỉ? Có hai phần cuối cùng là f tại a và f tại a cộng 1, thì nhiều bạn sẽ băn khoăn không biết là mình sẽ làm như thế nào. Nhưng cũng đừng lo lắng, mình chỉ cần thay x bằng a vào biểu thức bên trên thôi. Tức là với f tại a mình sẽ được kết quả là a là 3/4 a. Như vậy tương tự, f tại a cộng 1 các em có tính được không? Mình sẽ thay vào bằng 3/4 nhân với a cộng 1. Và chúng ta có thể nhân phá ngoặc ra cho cô, thì mình sẽ được là 3/4 a cộng với 3/4. Mình lấy 3/4 nhân với từng hạng tử trong ngoặc. Sang bài 2. Bài 2 cô chữa cho các em cũng chính là bài 2 trong sách giáo khoa trang 45. Bài cho hàm số y bằng -1/2x cộng 3. Và bài yêu cầu mình phần A là tính các giá trị tương ứng của y theo các giá trị của x rồi điền vào bảng. Ở đây mình có các giá trị của x nằm trên hàng đầu tiên. Và mình sẽ phải tính các giá trị của y rồi điền vào. Thì cô khuyến khích các em là mình sử dụng máy tính để tính cho nó nhanh trong cái phần này. Mình chỉ cần thay x ở cột đầu tiên này, x bằng -2.5, thì chỉ cần thay x bằng -2.5 vào cái hàm số y bằng -1/2x cộng 3 này thôi. Và mình sẽ bấm máy tính là -1/2 nhân với mở ngoặc ra nhé, -2.5 cộng với 3. Và được kết quả bao nhiêu thì mình sẽ ghi vào đây. Và chúng ta được kết quả là 17/4. Tiếp tục, với x bằng -2 thì chúng ta được kết quả là 4. Với x bằng -1.5 thì các bạn sẽ tính ra kết quả là 15/4. Tiếp tục, với x bằng -1 thì mình sẽ tính ra bằng 7/2. Với x bằng -0.5 thì ra là 13/4. X bằng 0 thì ra bằng 3. X bằng 0.5 thì ra bằng 11/4. X bằng 1 thì ra 5/2. X bằng 1.5 chúng ta ra được kết quả là 9/4. X bằng 2 thì ra bằng 2. X bằng 2.5 thì ra y bằng 7/4. Như vậy chúng ta đã tính xong. Và nếu như mà các em làm sai
hoặc không biết làm có thể comment ở bên dưới và cô sẽ trả lời ngay khi có thể. Phần B, bài hỏi chúng ta một câu hỏi nữa, đó là hàm số đã cho là hàm số đồng biến hay nghịch biến và vì sao? Để biết hàm số này đồng biến hay nghịch biến thì chúng ta phải xem với x tăng thì giá trị của y sẽ như thế nào, nó sẽ tăng hay giảm. Đây, các em nhìn từ chiều từ trái qua phải, ở hàng x thì chúng ta đang thấy x đang có xu hướng tăng lên đúng không nào? -2,5, -2, -1,5, -1 rồi đến 2,5 đang tăng lên theo chiều từ trái qua phải. Còn với y thì chúng ta thấy rằng 17/4 là 4,25. Ở đây là 2 thì mình thấy là chiều từ phải qua trái y đang tăng, như vậy tức là chiều từ trái qua phải thì y giảm đúng không nào? Như vậy mình thấy x đang tăng thì y của chúng ta giảm. Vậy hàm số là đồng biến hay nghịch biến? X tăng, y giảm là hàm số nghịch biến nhé. Và chúng ta chỉ cần giải thích cho cô là vì x tăng, y giảm nên hàm số đã cho là hàm số nghịch biến. Như vậy là đủ. Bài 3, cô chữ cho các em chính là bài 7 trong sách giáo khoa trang 46. Bài cho hàm số y bằng fx bằng 3x. Cho x hai giá trị bất kỳ là x1 và x2 sao cho x1 nhỏ hơn x2. Đề bài yêu cầu hãy chứng minh fx1 nhỏ hơn fx2 rồi rút ra kết luận hàm số đồng biến trên R. Thì mình sẽ làm như sau. Giải. Với x1 nhỏ hơn x2 thì ta có fx1 là 3x1 đúng không nào? Còn fx2 là 3x2. Và ở đây để chứng minh cho fx1 nhỏ hơn fx2 thì cô sẽ đi xét xem hiệu fx1 trừ đi fx2 sẽ như thế nào. Xét hiệu. Chúng ta có fx1 trừ đi fx2. Fx1 chính là bằng là 3x1 đúng không nào? Fx2 là 3x2. Và để tính 3x1 trừ 3x2 xem nó lớn hơn không hay nhỏ hơn không thì cô sẽ đưa 3 ra ngoài. Mình sẽ được trong ngoặc là x1 trừ đi x2. X1 trừ x2. Mà chúng ta có x1 nhỏ hơn x2 thì mình suy ra điều gì? Suy ra x1 trừ đi x2 sẽ nhỏ hơn 0. Như vậy 3 nhân với mở ngoặc x1 trừ x2 cũng sẽ nhỏ hơn 0. Như vậy mình có fx1 trừ fx2 nhỏ hơn 0, tức là fx1 sẽ phải nhỏ hơn fx2. Như vậy với x1 nhỏ hơn x2, chúng ta có fx1 nhỏ hơn fx2. Vậy hàm số đã cho là hàm số đồng biến đúng không nào? Vậy hàm số đồng biến trên R. Em hiểu bài này chưa nhỉ? Mình sẽ đi xét hiệu, sau đó kiểm tra xem nó fx1 nó lớn hơn hay nhỏ hơn fx2 dựa vào cái điều kiện đề bài cho, đó chính là x1 nhỏ hơn x2, và mình đi xét dấu. Cuối cùng mình sẽ được hàm số đồng biến hay nghịch biến dựa vào việc x đang tăng thì f cũng tăng, hoặc là x tăng mà f giảm thì ta sẽ có là hàm số nghịch biến. Bài cuối cùng, bài 4, đề bài cho hàm số y bằng fx bằng 4 trừ 2/5x. Đề bài yêu cầu chứng minh rằng hàm số đã cho nghịch biến trên R. Và chúng ta sẽ phải làm bài 4 này giống như cách làm của bài 3. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi giả sử cho cô
x1 nhỏ hơn x2, hoặc bạn nào thích ngược lại thì có thể giả sử x1 lớn hơn x2. Giả sử x1 nhỏ hơn x2. Sau đó mình sẽ đi xét hiệu. Xét hiệu xem fx1 trừ đi fx2 sẽ như thế nào. Chúng ta có fx1 là gì nhỉ? Là 4 trừ 2 phần 5 x1, đúng không nào? 4 trừ 2 phần 5 x1. Còn fx2 chính là 4 trừ đi 2 phần 5 x2. Và cô sẽ đóng mở ngoặc vào, bởi vì ở đây có dấu trừ ở bên ngoài. Rồi, đến đây cô sẽ tiến hành phá ngoặc ra. Thì chúng ta sẽ được là 4 trừ đi 2 phần 5 x1 trừ 4, trừ với trừ thành cộng, cộng 2 phần 5 x2. 4 trừ 4 hết. Như vậy chúng ta chỉ còn trừ 2 phần 5 x1 cộng với 2 phần 5 x2. Cô viết lại, trừ 2 phần 5 x1 cộng 2 phần 5 x2. Và đến đây cô sẽ đưa trừ 2 phần 5 ra ngoài, thì trong ngoặc chúng ta sẽ được gì? Trong ngoặc chúng ta sẽ được x1 trừ đi x2. Vậy bây giờ để xét xem kết quả này nhỏ hơn không hay lớn hơn không, chúng ta sẽ phải dựa vào cái điều mà chúng ta giả sử đây. x1 nhỏ hơn x2 thì mình suy ra được x1 trừ x2 sẽ phải nhỏ hơn 0, đúng không nào? Và mình nhìn vào đây, trừ 2 phần 5 là một số âm. Một số âm nhân với một biểu thức nhỏ hơn 0 thì kết quả nó sẽ ra dương, tức là lớn hơn 0. Như vậy ta sẽ có fx1 lớn hơn fx2. Suy ra fx1 ở đây sẽ phải lớn hơn fx2. x1 nhỏ hơn x2 mà fx1 lại lớn hơn fx2. Vậy hàm số nghịch biến trên R. Vậy kết luận vào cho cô. Vậy hàm số nghịch biến trên R. Với các bài tập tương tự thì các em cũng sẽ làm như cách làm của cô nhé. Qua bài này các em cần phải nắm được khái niệm về hàm số, cách vẽ một đồ thị của hàm số, cũng như cách xét xem hàm số đồng biến hay nghịch biến trên R. Ngoài ra hãy làm cho cô các bài tập củng cố trong sách giáo khoa trang 44, 45, 46, tất cả các bài tập còn lại nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em ở buổi học sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.